Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí dự án này nó rất gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa nha mọi người. Gần như là nằm cạnh công viên âm nhạc, công viên nước mọi người nha. Và với cái căn nhà này thì giá chào bán rất là hợp lý, chỉ gần suýt soát 2 tỷ thôi. Quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình căn nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Ở dự án này có đầy đủ hướng Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc nha quý vị. Giá chào bán thì như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, gần với 2 tỷ. Và với cái dự án này thì quý khách hàng cũng chỉ phải bỏ ra khoảng tầm 600-700 triệu là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất. Ngọc Ánh hôm nay sẽ quay cụ thể một căn nhà tại vị trí này, với hướng nhà của căn nhà này là hướng Tây Bắc nha mọi người. Mặt tiền của ngôi nhà này là 3,5m và đây là vị trí lô góc hai mặt thoáng. Ngõ trước nhà là 2,2m, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi ạ. Đó, cách với trục đường trục chính của phường Yên Nghĩa nó chỉ 50m. Từ vị trí này cách với lại bến xe Yên Nghĩa nó chỉ rơi khoảng tầm 1,2 km. Cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn nó chỉ cũng khoảng tầm 1 km thôi mọi người ơi. Rất là gần, gần với lại chợ này, gần với trường mầm non tiểu học, gần với chợ dân sinh. Từ vị trí này rất thuận tiện đi lên trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đi lên Thanh Xuân, Khuất Di Tiến, nói chung vô cùng tiện ích. Mời quý khách hàng vào tham quan cụ thể vị trí ngôi nhà cùng em.